Chào mừng các bạn đến với học phần hình học xạ ảnh. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài mô hình xạ ảnh của không gian affine phần 1 nha các bạn. Các bạn thân mến, mô hình xạ ảnh của không gian affine cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa không gian affine và không gian xạ ảnh. Qua đó, ta có thể chứng minh một số định lý của hình học xạ ảnh hoặc giải một số bài toán của hình học xạ ảnh bằng cách dựa vào những kết quả đã biết của hình học affine. Bằng cách khôn khéo, ta có thể chuyển một bài toán xạ ảnh thành một bài toán affine mà cách giải dễ thực hiện hơn. Và ngược lại, cũng qua mô hình này, ta có thể chứng minh một số định lý của hình học affine hoặc giải một số bài toán của hình học affine bằng cách dựa vào những kết quả đã biết của hình học xạ ảnh. Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong việc này là chúng ta có thể tổng quát hóa một bài toán hay một kết quả affine thành một lớp các bài toán tương tự nhau thông qua mô hình xạ ảnh của nó. Như chúng ta đã biết, xuất phát từ không gian affine n chiều an, ta đã biết cách xây dựng mô hình của không gian xạ ảnh vn bằng cách thêm vào an những điểm vô tận. Bây giờ ngược lại, từ không gian xạ ảnh n chiều vn, làm thế nào để xây dựng mô hình của không gian affine? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này các bạn nhé. Bài học hôm nay gồm có 6 phần. Phần thứ nhất đó là xây dựng mô hình xạ ảnh của không gian affine. Phần thứ hai, tọa độ affine và mục tiêu affine trong mô hình. Phần thứ ba, các phẳng trong mô hình. Phần thứ tư là thể hiện sự song song của các phẳng trong mô hình. Phần thứ năm là tỷ số kép. Và phần cuối cùng là áp dụng mô hình xạ ảnh của không gian affine. Do bài này khá dài, nên cô sẽ chia ra thành hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu ba mục đầu tiên. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu ba mục còn lại nhé các bạn. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta sẽ nhắc lại kiến thức cũ, định nghĩa không gian affine. Cho một tập hợp A khác rỗng mà các phần tử của nó gọi là điểm, cho V là không gian vector trên trường K, và cho ánh xạ F đi từ tập tích bề cát A nhân A vào trong V. Ứng với mỗi cặp điểm MN thuộc vào tập tích bề cát A nhân A sẽ cho ta FMN bằng vector MN thuộc vào không gian vector V. Khi đó, bộ ba AFV được gọi là không gian affine nếu hai tiên đề sau đây được thỏa mãn. Tiên đề A1 với mọi điểm M thuộc vào A, với mọi vector U thuộc vào V, thì tồn tại duy nhất một điểm N thuộc vào A sao cho vector MN bằng vector U. Tiên đề A2 với mọi ba điểm MNV thuộc vào A, thì ta luôn có vector MN cộng vector MP bằng vector MP. Thì biểu thức này là quy tắc 3 điểm nha các bạn. Khi đó ta nói rằng không gian affine A, F, V liên kết với không gian vector V trên trường K và được gọi tắt là không gian affine A trên trường K. Như vậy, cô đã vừa nhắc cho các bạn về định nghĩa không gian affine. Thế thì, từ một tập hợp A khác rỗng, làm thế nào để xây dựng tập hợp A đó trở thành một không gian affine N chiều? Thì câu trả lời đó là chúng ta phải thiết lập một bộ ba A, F, V. Với A là một tập hợp khác rỗng, V là một không gian vector trên trường K nào đó, và ánh xạ F đi từ tập tích bề cát A nhân A vào trong V được xác định như trong bài giảng. Nếu bộ ba AFV này thỏa mãn hai tiên đề A1 và A2, thì khi đó ta sẽ kết luận rằng bộ ba AFV này chính là không gian affine.
liên kết với thanh niên Bookbuilder trên trường nha. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là xây dựng mô hình nha các bạn. Thì như chúng ta đã nhắc ở đầu bài, xuất phát từ một không gian affin n chiều, ta đã biết cách xây dựng mô hình của không gian xã ảnh n chiều bằng cách thêm vào không gian n chiều, không gian affin n chiều, những điểm vô tận. Bây giờ ngược lại, từ không gian xã ảnh Vn, ta hãy bỏ bớt đi một số điểm nào đó để xây dựng mô hình của không gian affin. Giả sử Vn là k không gian xã ảnh liên kết với k không gian vector Vn cộng 1. Gọi Vn trừ 1 là một siêu phẳng nào đó của Vn. Đặt An bằng Vn hiệu đi Vn trừ 1 là tập hợp những điểm của Vn mà không thuộc vào Vn trừ 1. Tại sao chúng ta có điều này vậy các bạn? Vì theo cách đặt này, An bằng Vn hiệu Vn trừ 1 thì theo cơ sở và logic và lấy lý thuyết tập hợp đó, thì khi lấy một phần tử thuộc vào An thì phần tử đó cũng thuộc vào Vn hiệu đi Vn trừ 1, mà một phần tử thuộc vào tập hiệu đó thì nó sẽ thuộc vào Vn mà không thuộc vào Vn trừ 1 đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh An bằng Vn hiệu đi Vn trừ 1 là một không gian affin n chiều. Thế thì để chứng minh An được xác định như trong bài giảng của chúng ta trở thành một không gian affin n chiều thì chúng ta phải làm thế nào? Thì như định nghĩa chúng ta đã được nhắc ở đầu bài đó, thì chúng ta phải có một tập hợp điểm khác rỗng. Thứ hai, chúng ta phải có một không gian vector V. Như vậy thì không gian vector V trong trường hợp này là cái gì? Rồi thứ ba là chúng ta phải có một tương ứng S đi từ một tập tích đề cát An nhân An vào không gian vector V mà chúng ta mới vừa xác định. Sau đó chúng ta đi chứng minh tương ứng S đó là một ánh xạ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi kiểm tra hai tương đề A1 và A2. Thì khi đó chúng ta sẽ có An chính là một không gian affin n chiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm công việc đó nha các bạn. Đầu tiên, để chứng minh An là một không gian affin n chiều thì chúng ta phải chọn một mục tiêu xạ ảnh AIE với các đỉnh A1, A2 cho đến An nằm trên Vn-1, và do đó đỉnh An cộng 1 sẽ không thuộc vào Vn-1. Thì khi đó siêu phẳng Vn-1 sẽ có phương trình là xn cộng 1 bằng 0. Thì phần này chúng ta đã được học ở bài trước, đó là phương trình của n phẳng rồi đó các bạn. Thì siêu phẳng thuộc vào Vn-1 sẽ có phương trình là xn cộng 1 bằng 0. Bởi vậy, mỗi điểm x lớn thuộc vào An thì x lớn sẽ có tọa độ là x1, x2 cho đến xn cộng 1. Trong đó, xn cộng 1 phải khác không như các bạn, vì là x không thuộc vào Vn-1 đó. Và tọa độ không thuần nhất sẽ là x1, x2 cho đến xn, với x y lớn sẽ bằng x y nhỏ trên cho xn cộng 1 và x y lớn phải thuộc vào k. Thì cái phần này chúng ta đã được học ở phần tọa độ xạ ảnh không thuần nhất rồi nha các bạn. Thì rõ ràng là một sóng ánh đi từ tập An tới tập Kn bằng cách cho mỗi điểm tương ứng với tọa độ không thuần nhất của nó. Thì cái điều này chúng ta có được, luôn có được nha các bạn. Và phần này chúng ta đã được chứng minh ở bài trước rồi đó các bạn. Nếu có hai điểm An của An đó là x có tọa độ là x1, x2 cho đến xn, y có tọa độ là y1, y2 cho đến yn, thì ta ký hiệu vector xy sẽ là vector y1 trừ x1, y2 trừ x2 cho đến yn trừ xn của Kn. Có nghĩa là vector xy này sẽ được tính như thế nào các bạn? Vector xy này sẽ được tính như sau. Chúng ta sẽ lấy thành phần thứ nhất của y trừ thành phần thứ nhất của x, lấy thành phần thứ hai của y trừ thành phần thứ hai của x,
Và tương tự như vậy, chúng ta lấy thành phần thứ n của y trừ đi thành phần thứ n của x thì chúng ta sẽ cho ra được tọa độ của vector x y được xác định như trong bài giảng này các bạn. Và cái tọa độ này cũng thuộc vào kn, và kn là một cái không gian vector trên trường k. Như vậy đến đây là chúng ta đã có một tập hợp điểm khác rỗng này, một không gian vector trên trường k chính là kn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xét tương ứng f đi từ tập tích đề cát an nhân an vào trong kn, ứng với mỗi cặp điểm x y thuộc vào cặp tích đề cát an nhân an này các bạn, thì sẽ cho ta f x y được xác định như trong bài giảng này các bạn, hồi nãy chúng ta đã nói trên này rồi. Bây giờ ta sẽ đi chứng minh an được xác định như trong bài giảng của chúng ta là một không gian affine n chiều liên kết với không gian vector kn. Thì để chứng minh an là một không gian affine n chiều thì đầu tiên chúng ta sẽ đi chứng minh tương ứng f này là một ánh xạ nha các bạn. Thật vậy, với mọi cặp điểm x y, x phẩy y phẩy thuộc vào an nhân an thì ta sẽ giả sử x y bằng x phẩy y phẩy, thì khi đó ta sẽ suy ra được rằng x sẽ trùng với x phẩy, y sẽ trùng với y phẩy, nghĩa là tọa độ của x cũng chính là tọa độ của x phẩy, tọa độ của y cũng chính là tọa độ của y phẩy, thì khi đó chúng ta sẽ có tọa độ của vector x y sẽ bằng với tọa độ của vector x phẩy y phẩy, thì khi đó chúng ta sẽ có được là f x y sẽ bằng f của x phẩy y phẩy. Và vì vậy tương ứng f được xác định như trong bài giảng trở thành một ánh xạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra hai tiên đề a 1 a 2 nha các bạn. Tiên đề a 1 với mọi điểm x thuộc vào an với mọi vector v thuộc vào kn thì chúng ta tồn tại duy nhất điểm y có tọa độ là x1 cộng v1, x2 cộng v2 cho đến xn cộng vn thuộc an sao cho f x y chính là vector x y đó các bạn, thì chúng ta sẽ lấy thành phần thứ nhất của y trừ cho thành phần thứ nhất của x chính là bằng x1 cộng v1 trừ x1. Sau đó chúng ta sẽ lấy thành phần thứ hai của y trừ cho thành phần thứ hai của x thì chúng ta sẽ có x2 cộng v2 trừ cho x2. Tương tự như vậy ta có xn cộng vn trừ xn thì ta có là x1 trừ x1 là bằng 0 cộng v1 là bằng v1. Tương tự như vậy ta có x2 cộng v2 trừ x2 bằng v2, x2 xn cộng vn trừ xn bằng vn, và cái tọa độ v1 v2 cho đến vn này chính là tọa độ của vector v thuộc vào kn. Thì như vậy chúng ta đã chứng minh được rằng là với mọi điểm x thuộc vào an, với mọi vector v thuộc vào không gian vector kn thì tồn tại duy nhất y thuộc vào an sao cho f x y bằng vector v, thì chúng ta đã chứng minh được rằng là bộ ba an f và kn quả tiên đề a 1 rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra tiên đề a 2 nha các bạn. Với mọi ba điểm x có tọa độ là x1, x2 cho đến xn, y có tọa độ là y1, y2 cho đến yn, z có tọa độ là z1, z2 cho đến zn thuộc vào an, thì ta sẽ có nè. Chúng ta sẽ đi chứng minh là f x y cộng f y z bằng f của x z. Tại sao chúng ta có được điều này vậy các bạn? Vì chúng ta có f x y là bằng y1 trừ x1, y2 trừ x2, vân vân cho đến yn trừ xn. Thì cái này là do định nghĩa của vector x y thôi các bạn.
VFXT chính là tọa độ vector XT. Tương tự như vậy, FEZ chính là tọa độ của vector EZ là có tọa độ được xác định như vậy nè các bạn. Thì khi đó chúng ta sẽ cộng hai cái tọa độ hai vector này lại với nhau thì chúng ta sẽ được là Z1-X1, Z2-X2, Zn-Xn. Và tọa độ này chính là tọa độ của vector XZ và chính là FXZ. Như vậy là chúng ta đã kiểm tra xong tiên đề A2 rồi đó các bạn. Thì khi đó chúng ta sẽ kết luận được rằng không gian AN được xác định như trong bài giảng của chúng ta nè các bạn chính là một cái không gian A phim N chiều. Như vậy nhìn vào tập hợp AN bằng PN hiểu đi PN trừ 1 nè các bạn, thì chúng ta thấy rằng không gian A phim chính là không gian xạ ảnh mà loại bỏ đi những phần tử ở vô tận đó các bạn. Như vậy là chúng ta đã thiết lập được một không gian A phim từ một không gian xạ ảnh cho trước rồi đó các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong cách để xây dựng mô hình của không gian A-phim từ một không gian xạ ảnh VN cho trước. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là tọa độ A-phim và mục tiêu A-phim trong mô hình này sẽ được thể hiện như thế nào? Chúng có liên quan gì đến tọa độ xạ ảnh đối với không gian xạ ảnh VN đang xét hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần tiếp theo các bạn nhé. Trước khi đi vào phần tọa độ A-phim và mục tiêu A-phim trong mô hình thì chúng ta sẽ nhắc lại kiến thức cũ, đó là tọa độ A-phim và mục tiêu A-phim nha các bạn. Như chúng ta đã học ở học phần hình học A-phim thì mục tiêu A-phim là gì các bạn? Hệ N cộng 1 điểm độc lập có thứ tự từ E0, E1, E2 cho đến EN của không gian A-phim AN được gọi là một mục tiêu A-phim của AN. Điểm E0 được gọi là điểm gốc mục tiêu, còn các điểm EI được gọi là đỉnh thứ Y với Y chạy từ 1 đến N. Ta ký hiệu mục tiêu A-phim nói trên là E0, EI với Y chạy từ 1 đến N. Cơ sở E1, E2 cho đến N ứng với mục tiêu A-phim E0, E1, E2 cho đến N được gọi là cơ sở nền của mục tiêu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mục tiêu A-phim mà chúng ta đã từng được học ở hình học môn hình học A-phim thì chính là N cộng 1 điểm độc lập có thứ tự E0, E1 cho đến N như các bạn. Vậy thì tọa độ A-phim là gì? Trong không gian A-phim AN cho mục tiêu A-phim E0, EI với Y chạy từ 1 đến N và vector EI với Y chạy từ 1 đến N là cơ sở nền của nó. Với mỗi điểm N thuộc vào AN thì ta có vector E0, N thuộc vào VN và do đó có duy nhất N phần tử của trường K sao cho E0, N bằng X1 lần vector E0, E1 cộng X2 lần vector E0, E2 cộng vân vân cộng cho đến xn lần vector e0n, tức là bằng x1 lần vector e1 cộng x2 lần vector e2 cộng vân vân cộng cho đến xn lần vector n. Thì khi đó bộ n phần tử x1, x2 cho đến xn này sẽ được gọi là tọa độ của điểm n đối với mục tiêu A-phim đã chọn. Và chúng ta sẽ ký hiệu là như trong bài giảng của chúng ta này các bạn. Như vậy thì tọa độ của điểm N chính là tọa độ của vector E0N đấy các bạn. Mà muốn tìm được tọa độ của E0N thì chúng ta phải biểu thị vector E0N này qua hệ vector cơ sở đó là E0, EI với Y chạy từ 1 đến N là ra được bộ số x1, x2 cho đến xn. Thì đây chính là tọa độ của điểm N đối với mục tiêu A-phim đã chọn. Vậy thì chúng ta vừa nhắc xong kiến thức cũ về tọa độ A-phim và mục tiêu A-phim. Như vậy thì tọa độ A-phim và mục tiêu A-phim trong mô hình này sẽ được thể hiện như thế nào?
chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nha các bạn. Xét mục tiêu xạ ảnh AIE với y chạy từ 1 đến n trong PN. Gọi EI là giao điểm của đường thẳng AI AN cộng 1. EI là điểm này các bạn. Với siêu phẳng chứa các đỉnh AI còn lại của mục tiêu và điểm E. Này và các bạn, còn điểm XI là giao điểm của đường thẳng đó với siêu phẳng chứa các đỉnh AI còn lại và điểm X. Này và các bạn. Thì ta sẽ có tỉ số kép như sau. AI AN cộng 1 AI XI sẽ bằng XI trên ra XN cộng 1. Mà XI trên XN cộng 1 chính là bằng XI này các bạn. Và AI AN cộng 1 AI AI tỉ số kép sẽ bằng 1. Thì cái này là chúng ta tính được là hoàn toàn dựa vào định nghĩa tỉ số kép thôi các bạn. Thì do đó các điểm EI sẽ có tọa độ xạ ảnh là EI là sẽ bằng 0, vân vân 0, 1, 0, vân vân 0, 1, là tức là con số 1 nằm ở cột thứ Y đó các bạn. Con số 1 này nằm ở cột thứ Y. Ví dụ như là E1 thì số 1 này nằm ở vị trí thứ 1. E2 thì số 1 này sẽ nằm ở vị trí thứ 2. Do đó ta tính được tọa độ xạ ảnh của các điểm E1, E2 cho đến E này có tọa độ như sau. E1 có tọa độ là 1, 0, 0, vân vân 0, 1. E2 có tọa độ là 0, 1, 0, vân vân 0 cho đến 1. Vân vân cho đến N sẽ có là tại vị trí thứ N là 1. Thì cho các bạn còn vị trí thứ N cộng 1 là 1. Thì đây chính là tọa độ của E1, E2 cho đến N. Thì từ tọa độ này chúng ta sẽ suy ra tọa độ xạ ảnh không thuần nhất của các điểm E1, E2 cho đến N là bằng cách bỏ đi thành phần cuối cùng này các bạn. Thành phần cuối cùng này thì chúng ta sẽ có được tọa độ xạ ảnh không thuần nhất là như trong bài giảng của chúng ta này. Rồi, ta có điểm AN cộng 1 sẽ có tọa độ là 0, 0, vân vân cho đến 1. Thì hồi nãy chúng ta đã được thể hiện là tọa độ của điểm AN cộng 1 là như thế này rồi. Thì đây chính là tọa độ xạ ảnh của điểm AN cộng 1. Vậy thì tọa độ xạ ảnh không thuần nhất của nó sẽ là bỏ đi thành phần cuối cùng là số 1 này nè. Thì nó sẽ còn là AN cộng 1 sẽ có tọa độ là 0, 0, vân vân, 0. Thì do cách đặt tương ứng khi xây dựng mô hình đó, thì chúng ta đã có được là tọa độ của AN cộng 1 là có tọa độ là không 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 này rồi nè. Rồi E1, E2 cho đến N là bên này chúng ta mới vừa tìm được tọa độ rồi nè các bạn. Rồi bên này trước thì chúng ta đã tìm được tọa độ của nó rồi. Như vậy khi mà biết được tọa độ của hai điểm rồi thì chúng ta sẽ tìm được tọa độ của vector bằng cách là dựa vào cách đặt tương ứng đó, chúng ta sẽ lấy tọa độ của ở điểm ở phía sau trừ cho từng thành phần của tọa độ của cái điểm phía trước thì chúng ta sẽ ra được là 1, 0, 0, vân vân 0. Và cái tọa độ này chính là tọa độ của E1. Và tương tự như vậy, tọa độ của vector AN cộng 1, E2 là sẽ bằng tọa độ của vector E2. Tọa độ của vector AN cộng 1, E2 chính là bằng tọa độ của vector n các bạn. Vậy thì ta nhận thấy rằng các vector n cộng 1 EI chính là các vector cơ sở EI nè các bạn, trong không gian vector VN mà chúng ta vừa mới tìm được. Do đó ta có thể dùng bộ điểm n cộng 1, E1, E2 cho đến n làm mục tiêu affine của không gian affine n bằng tn thử đi PN-1 các bạn. Mục tiêu này sẽ được sinh ra bởi mục tiêu xạ ảnh AIE đã cho. Rõ ràng là như vậy nha các bạn. Nếu một điểm X thuộc vào không gian AN bằng PN hiệu đi PN-1 có tọa độ xạ ảnh không thuần nhất là X1 cho đến XN thì vector A
n cộng 1 x sẽ có tọa độ là x1 trừ 0 nè, x2 trừ 0 cho đến xn trừ 0. Vì nãy chúng ta đã tính được là tọa độ của an n cộng 1 hết tất cả các thành phần đều bằng 0, do đó là tọa độ của an n cộng 1 x sẽ là bằng tọa độ của x trừ an n, chính là tọa độ của là x1, x2 cho đến xn luôn các bạn. Điều đó chứng tỏ rằng x1, x2 cho đến xn chính là tọa độ affine của điểm x đối với mục tiêu affine an n cộng 1 hay y luôn các bạn. Như vậy ta có một kết luận, đó là tọa độ xạ ảnh không thường nhất của điểm x thuộc vào an đối với mục tiêu xạ ảnh AIE chính là tọa độ affine của điểm x đối với mục tiêu affine an cộng 1 AI với y chạy từ 1 đến n. Còn mục tiêu affine an cộng 1 AI gọi là được sinh ra bởi mục tiêu affine AIE cho trước. Như vậy đến đây chúng ta đã trả lời lời được câu hỏi mà chúng ta đặt vấn đề ở đầu rồi đó các bạn. Thì tọa độ xạ ảnh nó sẽ có mối liên hệ với tọa độ affine, có nghĩa là tọa độ xạ ảnh không thường nhất của một điểm x thuộc vào an sẽ chính là tọa độ affine của điểm x đối với mục tiêu affine. Còn mục tiêu affine thì sẽ được sinh ra bởi mục tiêu xạ ảnh. Như vậy thì chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tọa độ affine và mục tiêu affine trong mô hình rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang một ví dụ để minh họa cho tọa độ affine và mục tiêu affine trong mô hình này nha các bạn. Trong mặt phẳng affine A2 bằng P2 hiệu đi P1 thì ta thấy mục tiêu affine A3 E1, E2 được sinh bởi mục tiêu xạ ảnh A1, E2, A3, E. Trong trường hợp này, đường thẳng P1 là bằng A1, A2 nè các bạn. Và đường thẳng vô tận sẽ có phương trình là x3 bằng 0. Nên không có trong mặt phẳng affine. Thì khi đó các đường thẳng đồng quy tại A1 nè các bạn và A2 nằm trong cái P1 sẽ trở thành những đường thẳng song song, và sẽ trở thành được những đường thẳng song song trong mặt phẳng affine đó các bạn. Có nghĩa là những cái đường thẳng mà cách nhau tại A1 và A2 sẽ trở thành những đường thẳng là song song đó các bạn. Chúng ta thấy trong hình vẽ này rất là rõ, thể hiện rất là rõ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong phần tọa độ affine và mục tiêu affine trong mô hình xạ ảnh không gian affine. Như chúng ta vừa tìm hiểu thì tọa độ xạ ảnh không thường nhất của điểm x thuộc vào không gian an đối với mục tiêu xạ ảnh chính là tọa độ affine của điểm x đó đối với mục tiêu affine. Còn mục tiêu affine gọi là được sinh ra bởi mục tiêu xạ ảnh cho trước. Điều đó cho chúng ta thấy rằng giữa tọa độ affine và mục tiêu affine có mối liên hệ mật thiết với mục tiêu xạ ảnh và tọa độ xạ ảnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là giữa m phẳng trong mô hình này sẽ có mối liên hệ gì với m phẳng trong không gian xạ ảnh hay không? Chúng ta sẽ được tìm hiểu ở phần tiếp theo các bạn nhé. Trước khi đi vào phần các phẳng trong mô hình, chúng ta sẽ nhắc lại một số kiến thức cũ. Đầu tiên đó là định nghĩa của m phẳng xạ ảnh. Trong K không gian xạ ảnh Vn liên kết với K không gian vector Vn cộng 1 cho một mục tiêu xạ ảnh AIE với y chạy từ 1 đến n cộng 1. Giả sử rằng m phẳng Vm được xác định bởi m cộng 1 điểm độc lập A1, A2 cho đến an cộng 1 đối với mục tiêu đã chọn của Vn. Vm liên kết với không gian vector con m cộng 1 chiều Vm cộng 1. Thì khi đó ta nói rằng hệ phương trình được gọi là phương trình tham số của m phẳng Vm với m cộng 1 tham số T1, T2 cho đến Tm cộng 1 không hợp đồng thời bằng 0 sẽ có dạng là xc bằng tổng của các Ti, Kic với y chạy từ 1 đến m cộng 1
và Z chạy từ 1 đến n cộng 1. Thì phương trình này chính là phương trình tham số của m phẳng đó các bạn. Thì các bạn lưu ý trong đó các ti sẽ không được đồng thời bằng 0 nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần định nghĩa m phẳng affine. Trong không gian affine n chiều n liên kết với không gian vector Vn cho m phẳng am xác định bởi m cộng 1 điểm độc lập a0, a1 cho đến am cho trước. Giả sử đối với một mục tiêu đã chọn là e0, ei thì các điểm a0, a1 cho đến am sẽ có tọa độ là ai là bằng ai1, ai2 cho đến ain với y chạy từ 1 cho đến m. Thì cái phương trình x y bằng t1 a1y trừ a0y cộng t2 a2y trừ a0y cộng vân vân cộng cho đến tm amy trừ cho a0y cộng cho a0y là các bạn, thì được gọi là hệ phương trình tham số của m phẳng đã cho với các t1, t2 cho đến tm là tham số đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp phần các phẳng trong mô hình. Ta hãy xét một m phẳng tm nào đó của tn mà không nằm trong siêu phẳng tn trừ 1. Giả sử đối với mục tiêu xạ ảnh đã chọn sao cho tn trừ 1 có phương trình là xn cộng 1 bằng 0. Khi đó pm sẽ có phương trình là tổng của các aiz xc với z chạy từ 1 đến n cộng 1 bằng 0. Thì hồi nãy chúng ta vừa nhắc rồi đó các bạn, phương trình tham số của m phẳng pm thì sẽ có dạng là như vậy nè các bạn. Thì trong đó ma trận AZ có hạn mạnh n trừ m. Gọi am là tập hợp những điểm x thuộc vào pm mà không thuộc vào pn trừ 1. Có nghĩa là am sẽ là bằng pm giao với là an, với an là bằng pn giao với pn hiệu đi pn trừ 1 nè các bạn. Thì khi đó với mỗi một điểm x mà thuộc vào am đó thì điểm x đó nó phải thuộc vào pm và điểm x đó cũng thuộc vào an, mà điểm x đó thuộc vào an đó thì nó sẽ thuộc vào pn mà không thuộc vào pn trừ 1. Do đó là nó sẽ thuộc vào am nè các bạn, do đó nó sẽ thuộc vào am đây, thì nó sẽ thỏa cái phương trình của cái m phẳng này các bạn, thuộc vào m phẳng pm được chưa? Tại vì thuộc vào am thì cũng thuộc vào pm, cho nên nó phải thỏa cái phương trình của m phẳng pm với các x n cộng 1 phải khác không đó các bạn. Thì khi đó chúng ta sẽ chia hai vế của phương trình của m phẳng cho x n cộng 1 thì chúng ta sẽ được cái phương trình này. Tức là chúng ta chia hai vế của phương trình này cho xn cộng 1 thì chúng ta sẽ được phương trình này. Thì ta thấy ma trận AEZ là ma trận này nè, thì có hạn là bằng n trừ m mà hồi nãy chúng ta đã xác định rồi đó. Thực vậy ta hãy xét hệ phương trình sau đây. Tổng của AEZ XZ với Z chạy từ 1 đến n cộng 1 rồi x n cộng 1 bằng 0 với y chạy từ 1 đến n trừ 1 trừ m. Thì vì pm không thuộc vào pn trừ 1 nên hệ này sẽ có hạn là bằng n trừ m cộng 1. Gọi A là ma trận của hệ thì ta có hạn của A là phải bằng n trừ m cộng 1. Khi đó ma trận A được xác định như vậy nha các bạn. Thì nếu ma trận AEC có hạn nhỏ hơn n trừ m thì ma trận A sẽ có hạn phải nhỏ hơn n trừ m cộng 1. Thì điều này là vô lý nha các bạn. Vậy thì hệ phương trình AEZXZ cộng cho AIN cộng 1 bằng 0 với Z chạy từ 1 đến N cộng 1, Y chạy từ 1 đến N trừ 1 sẽ có hạn là N trừ M. Mà bất kỳ phương trình nào có dạng như vậy mà có hạn bằng N trừ M đều là phương trình của M phẳng affine. Hình như chúng ta đã nhắc được hệ kiến thức cũ rồi đó. Vậy thì mỗi M phẳng affine M chính là một M phẳng xạ ảnh PM không thuộc vào pn trừ 1 sau khi bỏ đi những điểm không điểm nằm trên siêu phẳng pn trừ 1.
Như vậy thì đến đây chúng ta thấy rằng giữa M phẳng A phiên AM có một cái mối liên hệ với M phẳng xà ảnh PM này các bạn. Thì mỗi M phẳng A phiên cũng chính là mỗi một cái M phẳng xà ảnh mà bỏ đi những điểm nằm trên siêu phẳng PM trừ 1. Các bạn thân mến, bài giảng của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.